dữ. Wow, mau mà dữ ta. Đâu mà nhìn luôn ha. Còn con nào nữa chắc không khổ hả? Đây chính là cái tắc. Cái chanh thái. Chanh thái hay là chanh chanh não. Cái có nếp nhăn giống cái não thì dùng chanh não. Hay là gọi là chanh lá số 8 hoặc là cái trúc. Wow, nhìn mà cũ dữ ta. Cái làng này mới vừa hái bên kia qua cặm đây rồi tới cái cây sống rồi. Cái làng này nó mạnh lắm rồi, rất là dễ sống. Nhìn theo. Đây, con hoa lan bữa hổm em có nhánh nhỏ xíu, bây giờ nó ra tàn rồi răng. Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ góc hoa lan bữa hổm mình trồng dưới góc cái cam không? Đây. Quá trời luôn. Còn đây là cái cam. Mình cũng có trồng thử rau lan trong đây, rau lan khoai lan này không, khoai lan trắng. Cam này có được khá trái rồi, mà hổng thì cũng mất rồi, mưa đá thì cũng mất rồi. Nhỏ mình thử rồi. Không củ á, không củ mình đâu mà nó thì nhỏ rồi, tại vì mình muốn thu hoạch sớm bán dễ cây cam. Này cũng tương đối á. Để tôi cầm nữa. Cái lan mà cái lan mà cắt nhánh ghim nó màu mà quá cũ thiệt chứ. Mình nên trồng cái lan từ nhánh á, tại vì cái nhánh mình cắt hôm nay mình trồng có khoảng 3 tháng mà cũ rồi. Còn nữa là nữa gì kìa. Mèo thiệt chứ. Nghe tôi rồi. Có củ rồi nè, củ dưới kia, củ không? Củ thế, gãy á, ôi cái này cái lê hả, cái lê bỏ đại này cũng lên anh ta, đây còn củ nữa, à, củ này hơi nhỏ, thu hoạch này hơi sớm nhưng củ cũng hơi bự. Cái lan tím nó màu có cũ hơn, cũng bự hơn, cũ nữa nè, chưa kịp bự rồi mình thu hoạch rồi ta, có bự nè, có bự như vậy, ấy à.
này bự dữ ta. Quá bự rồi. Thu hoạch mà sót là mới mốt nó lên lại nữa. Cái này đứt đứt gãy cái cam nữa này. Thùng luôn cái gì vậy? Dữ người ta. Này mình thấy tháng nữa cụ nó chập há luôn. Đây sâu. Ôi gãy rồi. Cũng phải bự dữ ra. Lên rồi, nhóm rồi. To quá. Quá mày. Tôi bị gãy cái cam này hay vậy. Tôi tự thái cam. Cam. Mớ hoa lan. Rồi, hôm nay mình sẽ thu hoạch hoa lan. Thì cái hoa lan này là hoa lan củ màu tím. Mình sẽ nhổ nó lên. Wow, củ bự chứ hả? Mới trồng được có mấy tháng mà củ bự chứ nè. Ôi, quên kìa. Nó sẽ tụi này ở dưới. Yên quạch. Cổ bự dữ vậy nè.
ô mà giờ luôn ha. Còn cũ nào nữa, chắc không cũ hả? Đây chính là cây tắc. Ô cây chanh thái, chanh thái hay là chanh chanh não á. Cái có nếp nhăn giống cái não, kêu chanh não. Hay là gọi là chanh lá số 8 hoặc là cây trúc. Wow, nhưng mà cũ dữ đây.